hôm qua, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hyundai, hãng sản xuất xe SUV bán chạy số 1 tại Ấn Độ, đã chính thức tung ra Venue phiên bản mới. Sự kiện này cũng mở đầu cho chuỗi ra mắt hàng loạt mẫu SUV mới của Hyundai tại Ấn Độ. Sau Venue, sẽ đến Hyundai Tucson, Kona và Creta 2022 trình làng tại thị trường này. Ở thị trường Ấn Độ, Hyundai Venue 2022 được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm E, S, S, O, sản xuất và sản xuất O. Giá xe Hyundai Venue 2022 dao động từ 753.100 đến 1.232.000 rupee, khoảng 224 đến 367 triệu đồng. Bước sang phiên bản mới, mẫu SUV này vẫn giữ nguyên kích thước, bao gồm chiều dài 3.995mm, chiều rộng 1.770mm, chiều cao 1.617mm và chiều dài cơ sở 2.500mm. Với kích thước này, Hyundai Venue 2022 là đối thủ cạnh tranh của Kia Soulnet và Nissan Magna ở thị trường Ấn Độ. Điểm nhấn đáng chú ý của Hyundai Venue 2022 chính là thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được áp dụng triết lý thiết kế Sensor Woods for Tires mới của hãng Hyundai, tương tự những người anh em như Tucson, Creta và Santa Cruz. Với triết lý thiết kế mới, Hyundai Venue 2022 được bổ sung đầu xe khác biệt đáng kể. Cụ thể, xe mang trên mình lưới tản nhiệt Parametric Dual Grille hình chữ nhật mới, đi kèm mắt lưới 3D mạ chrome sáng bóng. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng với đèn sương mù, đèn xi nhan nằm trên, sát với nắp capo và đèn pha phía dưới, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Những thay đổi trên khiến hãng Hyundai phải chỉnh sửa cả thiết kế của cản trước. Tiếp đến là ốp màu đen hình chữ nhật kéo dài gần hết cản trước, tích hợp hốc gió, trung tâm và tấm ốp màu bạc bên dưới làm tăng vẻ thể thao cho xe. Đáng tiếc là thiết kế bên sườn của Hyundai Venue 2022 gần như giữ nguyên, trừ bộ vành la răng. Ở bản cao cấp, mẫu SUV hạng A này dùng vành hợp kim có đường kính 16 inch với thiết kế đa chấu khỏe khoắn hơn trước. Ngoài ra, xe còn có ba gơ màu bạc và anten hình vây cá trên nóc xe. Đằng sau Venue 2022, hãng Hyundai đã bổ sung một số chi tiết mới như cửa cốp phẳng và thẳng đứng hơn trước hay cụm đèn hậu với tạo hình bên trong như chiếc búa, nối liền với nhau bằng dải đèn LED mỏng ở giữa. Xe cũng có cản sau mới với ốp màu đen hình chữ nhật và tấm ốp màu bạc bên dưới tương tự ở đầu xe. Bước vào bên trong Hyundai Venue 2022, người dùng cũng sẽ tìm thấy một số thay đổi đáng chú ý, như sự kết hợp giữa hai tông màu đen và be mới. Thêm vào đó là những nâng cấp về công nghệ và tính năng kết nối, tùy theo bản trang bị. Ở bản S, xe sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, các bản cao cấp hơn được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose, hệ thống chọn chế độ lái, ghế ngả phía sau, cửa sổ trời và lẫy chuyển số sau vô lăng. Riêng bản sản xuất O cao cấp nhất sẽ có hệ thống đèn viền nội thất, ghế lái chỉnh điện 4 hướng, hệ thống lọc không khí, hai cổng USB Type C bên dưới cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại thông minh không dây và 6 túi khí. Đặc biệt, Hyundai Venue 2022 còn là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV hạng A tại Ấn Độ có tính năng H2C, cho phép người dùng chỉnh điều hòa và khóa cửa mở cửa từ xa, kiểm tra tình trạng xe, tìm kiếm vị trí xe hoặc kiểm tra áp suất lốp, lượng nhiên liệu còn trong bình. Trong khi đó, những tính năng an toàn của xe khá cơ bản với cảm biến đỗ xe phía sau, khóa cửa trung tâm, khóa cửa tự động theo tốc độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và đèn chiếu xa tự động. Những tính năng an toàn này sẽ thay đổi tùy theo bản trang bị. Vì chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Hyundai Venue 2022 không có động cơ mới. Xe vẫn dùng 3 loại động cơ như cũ. Thứ nhất là động cơ KPTGDI tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Thứ hai là động cơ xăng capa hút khí tự nhiên, dung tích 1.2 lít với công suất tối đa 82 mã lực và mô men xoắn cực đại 115 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ diesel CRDI 1.5 lít còn lại là 99 mã lực và 240 Nm. Tùy vào loại động cơ, xe sẽ dùng hộp số sàn 5 cấp, hộp số sàn 6 cấp, hộp số sàn không chân côn in T 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kéo 7 cấp. Đi kèm với đó là ba chế độ lái Normal, Eco và Sport, chọn qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm. Khi mua mẫu SUV hạng A này, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 7 màu sơn ngoại thất là bạc Typhoon Silver, đen Phantom Black, trắng Polar White, xanh dương Denim Blue,
đỏ Fiery Red, xám Titan Grey và đỏ Fiery Red với nóc đen.